Hello anh em nhé. Hôm nay là mình rảnh rỗi nên cho các anh em biết cái mô hình chế cháo, cái mô hình phát điện miễn phí, máy phát điện miễn phí hoặc là máy phát điện tuần hoàn. Nói chung là có sinh lời được ra một nửa điện. Có thể là mình gọi là nói thế cho dễ hiểu hơn. Sinh lời được hoặc 2 phần 3. Đấy. Nên là mình sẽ làm mô hình để cho anh em nào thích đam mê chế cháo thì sẽ vào đây thì tham khảo nhé. Vì mình cũng thí nghiệm rất nhiều rồi nhưng hôm nay mình mới quay được cho anh em biết. Thì đây là một cái máy phát điện mà không phải là máy phát điện vĩnh cửu, vì đây nó cũng không không bao giờ làm được máy phát điện vĩnh cửu đâu. Thì đây chỉ là sinh lời cho mình dùng được cái công suất nó tăng lên thôi. Thì đây là mình giới thiệu cho các bạn biết là một cái mình dùng cái motor kéo là một cái motor 12V này nhá. Cái này là motor 12V 50W. Tí mình sẽ cho các bạn biết đầu vào đầu ra của nó. Thì qua một cái quy của xe máy đây là 5,3 Ah nhá. Đấy. Thì chuyển đổi qua một cái bánh đà này. Bánh đà mình làm bánh đà rất to nhá. Bánh đà bánh đà chuyển đổi qua một bánh đà đến một cái nhông, chuyển qua xích tải đến cái đầu củ phát nhé. Nên củ phát này là củ phát rất là lớn, công suất là 11 kW cơ, nhưng mà đây là dùng cái motor kéo này nó nhỏ lắm, đây chỉ dùng ra cho được một công suất vừa phải, không được lớn lắm. Nói chung là so với cái này là được lời nên chứ các bạn biết rồi. Nhưng mà nếu công suất này mà để một cái motor kéo khỏe khoảng một vài ký á thì nó ra công suất lên khủng khiếp luôn. Thì đây là một cái motor 3 pha. Nó là một cục điện phát 3 pha nhé. Nó là chính xác, nó là một cái motor thôi. Nhưng là motor 3 pha nhé. Nhưng mà được chạy dùng cái điện, dùng cái 500 vĩnh cửu để phát ra. Mình lại quay ngược cho nó thì nó phát ra điện thôi. Thì ra cái này nó chính xác, nó cũng không phải là củ phát điện nhé. Thì mình cứ lợi dụng như vậy để mình làm thôi. Thì đây là một cái 3 pha của cái motor mình đưa vào ra. Từ dòng điện 3 pha xoay chiều sang dòng điện 2 pha nhé. Dòng điện 1 pha nhé. Gọi là điện DC đi. Một chiều nhé. Đấy, đây là âm dương này. Để chạy qua đây mình cho qua một con tụ nhé. Qua một con tụ này. Tụ 22.000 microcafa nhé. Đây thì 64V nhé. Đấy. Thì các bạn qua đây để cái tụ này chủ yếu là để ổn định dòng điện thôi, chứ không nhân không chia gì cả cái này cả. Thì cho qua tụ rồi mình chạy vào cái motor này. Đây. Mình chạy vào cái motor 250W này nhá. Để mình cái đo đồng hồ đo điện cho các bạn biết tí nó chạy lên bao nhiêu vôn và bao nhiêu A nhá. Mình đo cái đồng hồ này đo thì không được chính xác lắm bởi vì đây là dòng điện đo xoay chiều. Nhưng mình không có cái bộ mình không có đồng hồ đo dòng điện xoay một chiều cho nên mình dùng cái này sau đo cũng tạm được thôi. Nói chung là cũng tương đối, chứ không được chính xác lắm nhưng mà cũng tương đối để biết được là cái dòng bên kia ra, cái dòng bên này đo bao nhiêu A thì dòng này bao nhiêu A thì nó sẽ trừ đi, chứ nó sẽ lợi được bao nhiêu A nhá. Thì bây giờ các bạn xem nhá. Đây là mình khởi hành nhá. Phải dùng một máy quay một tay mồi nhá, nói chung là cũng hơi khó khăn tí. Bây giờ các bạn xem nhá. Đấy, chạy rồi. Ok. Đấy. Bây giờ mình sẽ dùng cái máy cho các bạn xem nhá, xem đo để các bạn xem nhá. Đây. Đấy, tí rồi. Đấy. Bây giờ là 16 lên được 16,5V này, gần 17V nhá. Các bạn nhá, nhìn chú ý là gần 17V nhá. Đấy, đo ra 17V. Thế là bây giờ mình sẽ chuyển sang cái chế độ đo dòng nhá. Mình sẽ nhổ ra cho các bạn xem này. Mở ra nhá. Bây giờ mình chuyển chế độ sẽ đo dòng nhá. Ở chế độ 20A nhá. Chế độ 20A mình đo này. Các bạn xem nhá.
đây là 12A rưỡi, 13 11A, tôi 13, nói chung là giảm tầm 12A nhá. Đấy, tầm 12A này. Mình lên đây mình đo cho bạn xem. Đây là có 4A rưỡi nhá. 4A rưỡi. Đó, bình quân là 4A rưỡi. Thế mình các bạn xem là đầu vào là 4A rưỡi mà đầu ra là 12A. Thì các bạn trừ đi xem là có được lợi hay không nhá. Dòng điện bên này là 16V rưỡi, dòng điện bên này là 12V. Các bạn nhân chia ra sẽ là bên này nó ra khoảng 560W, và bên này nó sẽ ra khoảng được 16V mà nhân với 12A thì nó ra bao nhiêu watt thì các bạn trừ đi nhá. Vì đây mình chưa lấy máy ra chia được. Đây là mình cho các bạn biết là rất có lợi nhá. Có lợi luôn, thì mình gọi là có lãi về cái phần điện này. Tất nhiên là dòng điện này, cái mô hình này không thể làm điện vĩnh cửu được. Bởi vì thí nghiệm dòng điện vĩnh cửu rồi, cũng thí nghiệm, tôi cũng thí nghiệm rồi nhưng mà chưa cho kết quả. Nhưng mà dòng điện này sẽ cho mình được lời. Bên này là có 60W, mà bên này được hơn 100W, gần 200W. 6318 chỗ này được khoảng đầu 180W đến 200W. Thế nên là anh em nào có đam mê cái chế cháo dòng điện vĩnh cửu hay dòng điện miễn phí thì hãy xem cái clip này, và thấy cái clip này hay thì xin một cái like nhá. Các bạn cho tôi xin một cái like để động viên phấn khích để anh em mình cùng đam mê nhá. Thứ hai là bạn nào có thích xem các clip sau ấy thì sẽ đăng ký kênh của mình. Đấy, mình đăng ký vào cái ấn vào cái quả chuông ấy, quả chuông mà màu đỏ đỏ ấy, thì đăng ký kênh để xem clip sau về mình, rất nhiều cái clip mà rất là thú vị. Xin cảm ơn anh em nhé. Anh em nào cũng muốn xem clip các clip tiếp theo ấy thì mình sẽ đăng ký kênh, bởi vì mình có rất nhiều cái đam mê mà cũng làm được nhiều thí nghiệm rồi, thì các bạn nào muốn xem thì đăng ký kênh rồi để xem các clip sau nhé. Thế bây giờ xin mình tạm dừng cái đây cho anh em xem lần nữa. Mình có lẽ là mình sẽ tạm dừng cái clip này ở đây để hẹn các bạn xem cái clip sau nhé. Thôi bye bye các anh em nhé. Bye bye.